Delete cho con này thích không? Hey Liz, Dave. Nó ghen, con nói em thích lắm. Yehung just got her gifts from you. She just received it today. Oh, look how she's happy. Look. So she wants to say thank you. Yehung. Yehung nói cảm ơn chị Liz. Cảm ơn chị Liz. Cảm ơn chị Liz. Nói đi. What's she looking at? Cảm ơn. Cảm ơn chị Liz. Cảm ơn chị Liz. Lớn lên, nó lớn cho chị Liz. Một lần, cảm ơn chị Liz. Một lần. She bowed to you. Anyway, this is it. Thank you so much for getting her the stuff. And also, of course, thank you for my OU. Oh, there she is. Did you hear what she said? She said, đẹp quá. Giờ Hằng nói đi. Cái này đẹp quá. Cái đó gì đẹp quá, nói đi. Bơi, bơi, bơi vào. She's happy. She gets a swim in new swimming shorts. Sao? À. Oh, đẹp quá, dễ thương quá ha. Cái đó là đẹp quá, nói đi, nói đi. Đẹp. Cảm ơn chị Liz. Cô nói cảm ơn chị Liz kìa. Cảm ơn chị Liz. Cái này là đẹp quá. Cảm ơn chị Liz. Cảm ơn chị Liz kìa, vô vô coi kìa. Nhanh, nhanh, nhanh. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn chị Liz. Yeah, she's saying.